Xin chào các bé, hôm nay chúng ta đã quay đến bài học với Tom và Jerry, chương trình học tiếng Anh cùng với Tom và Jerry. Và chủ đề ngày hôm nay của chúng ta là màu sắc. Và tiếng Anh của chúng ta gọi là colors, colors. Chúng ta hãy tìm hiểu xem các bạn thú ở dưới đây là màu gì nha. Wow, con cá sấu đẹp quá. Chúng ta làm màu gì? Green. Green. Bạn Thơm vừa mới nói màu gì vậy? Green. Green. Wow. Vậy cái bạn này là bạn gì vậy ta? Bạn Hà Mã. Bạn Hà Mã bữa nay màu gì vậy? Blue. Blue. Wow, bạn Pikachu dễ thương quá. Bạn Pikachu, màu của bạn Pikachu là màu gì vậy Tom? Yellow. Yellow. Wow. Bạn này là bạn khủng long. Bạn có cái gì vậy? Bạn có cây kèn kìa. Thấy cưng quá à. Mình cũng muốn có một cái nữa. Bạn khủng long bữa nay mặc màu gì vậy ta? Red. 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 Màu này thật là đẹp. Màu này là màu ưa thích của bạn Tom nè. Violet. 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 Con này là con gì vậy ta? Con đại bàng. Con đại bàng màu black. 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 Có ai khám răng cho tôi không? Tôi là sư tử nè. Sư tử của tôi bữa nay là tôi mặc màu gì mấy bạn biết không? White. White. Nhanh lên, học tiếng Anh xong mà đi khám răng cho tôi nè. White. Phần bài học của chúng ta đến đây là hết rồi. Goodbye. See you later.